Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay Hoàng Anh đang ngồi dưới cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, một loại cây có giá trị kinh tế rất là cao, để có thể nói về một cây kinh tế cao khác là cây sầu riêng. Thì hiện tại bây giờ là mấy anh em ra ngoài vườn và Quanh thì đang ngồi chỗ an toàn, còn Nghi thì ngồi chỗ bất an toàn. Ngồi dưới một cây sầu riêng Musakin cổ thụ. Cây này là bao nhiêu năm rồi bác hai ạ? Mấy năm rồi. Hồi xưa bác hai là trồng gốc nhất. Cái chòi cũng đem từ Malaysia về luôn. Wow. Bác hai giấu tới bây giờ bác hai mới lộ diện ra khi mà Musakin năm 2023 đã rất là nhiều. Và dĩ nhiên là gừng càng già càng cay nha quý bà con nha. Thì ngày hôm nay Hoàng Anh rất là vinh dự để có thể test một cái trái sầu riêng Musakin ở trên một cái cây Musakin 20 mấy năm tuổi ở tại Việt Nam. Anh Nghi có thể quay cho bà con coi cái vỏ của cái cây thì bà con chúng ta có thể cảm nhận được cái độ già dặn và cứng cáp của cái cây sầu riêng này. Thực sự ra cây Musakin này đã tồn tại ở Việt Nam chúng ta cũng hai mấy năm rồi, và Quanh cũng thực sự rất là thiếu sót khi mà tới ngày hôm nay mình có thể quay với bà con chúng ta xem. Và hôm nay thì có sầu riêng ruộng hay là toàn bộ là rụng hết hả bác hai? Rụng hết ha. Rồi anh Hồng ơi, trái này hồi nãy là mới rụng và mới lụm được, còn trái này là rụng hôm qua và em thấy cũng đã thơm rồi đúng không? Giờ mình khui cái trái này để có thể hầu chuyện quý bà con chúng ta trong một cái clip về sầu riêng Musakin có mặt đầu tiên ở Việt Nam, cây 22 năm tuổi, xem cái chất lượng của nó như thế nào. Và ông bà xưa chúng ta có một cái câu cây giao tục ngữ rất là hay là gừng càng già càng cay. Thì coi cái Musakin của Việt Nam chúng ta là coi là già rồi, có cay hay không nha bà con nhé. Rồi mời anh thì gõ dữ ông nội. Bây giờ mình bỗng bỗng sẽ khui cái trái Musakin hôm mấy năm tại Việt Nam cho mình xem ha. Thơm á, mùi thơm rất đặc biệt nha, thơm lẫy lừng. Từ từ anh nghe của ngày quay phải quay nó quay sát chưa? Ở xa không nghe biết. Dạ, là mình ra mình ở xa mình nghe, là mình ra mình lụm hết hay. Rất là ngon. Wow. Sẽ năm nay thì sầu riêng Musakin một cái thực trạng là chúng ta dễ bị ứ nước và nó bị dễ bị sượng cơm. Thì để coi cây hai mấy năm này bạn ấy sẽ giải tỏa cái việc này, vượt qua cái khó khăn về thời tiết này như thế nào nha. Đẹp dữ hơn đi. Wow. Không phải không khui giống mấy anh bên Thái á. Đưa cái đầu vô. Đây. Đó, kia luôn đi. Trời ơi, thơm ghê luôn á bà con, thơm dữ lắm thôi bác hai. Cái vị đen đen này là gì đây? Quá đẹp. Hột này hơi to, ăn hột khác thôi. Ngấy, gì á? Ngất luôn rồi. Musakin hai mươi mấy năm tại Việt Nam nha bà con, rất là thơm, đậm đà, ngọt, không sượng. Vẫn hôm bữa bị mắc mưa mà vườn bác hai này một mẫu mà bác hai toàn bộ bác hai tưới tay làm sao mà cây này nó đủ nước được. Đây, bà con coi nè. Rất là đẹp, ống ả. Nhưng mà cái cây của bác hai trước giờ là nó đè nó xuống không? Trước giờ là nó có bị hột to vậy không bác hai? Sao Musakin con thấy cái hột nó mỏng dính à? Cũng có hột bự, hột nhỏ. Cái này hột hơi to. Hột này hơi to. Cái này bác nói hay đi phân sao? Xài phân hữu cơ với phân hóa học á. Musakin đặc tính nó phải đi phân hữu cơ không? Ăn mới ngon. Đi phân hóa học vô nó dễ bị chai muối với hột nó không ngọt, không nhỏ hết không? Nhưng mà mình phải ngưng sớm. Dạ, ngưng sớm ha. Cái này là cái muối lép. Ngưng phân trước khoảng 30 ngày vậy đó. Và sau đó nó không còn phân nữa. Quá ngon, ăn ngon quá không nói được lời nào luôn á. Mấy năm trước là mình bán cho mấy cái anh lái nào bác hai? Bán ngoài giữa. Mình cắt ra ngoài mình bán hay là mấy anh giữa vô mình mua luôn? Dạ. Hàng chi lâu lâu con thấy có một vài nơi người ta bán Musakin rồi con không biết là ở đâu có. Người ta gửi lên Sài Gòn á. Đúng rồi. Con có thấy bà chị con khu tiếp muối kia đi anh Hùng.
rất là vàng. Nhưng mà nói một cách trung thực là năm nay là xử lý trái nó hơi muối cơm gì hạt nó hơi to quá hay. Mà ngon. Cơm rút vàng rất ngon. Ươm luôn. Đưa cho anh nghi muối nè, anh Hùng. Cái mẫu cơm cây mình nó tới 20 mấy năm rồi mà. Ừ. Ngon, ổn không mời bác hai không? Quên bác hai nữa. cái tay nhỏ á, tay nhỏ thì là muốn bác hai. Tay nhỏ là người ta kêu mày ốc á. Nó cái hộp nó chích như cái mày ốc vậy. Dạ. Thành ra cái loại này giữa nó mua nó không có bỏ tay nhỏ mà nó lấy tay càng nhỏ càng ngon. Dạ. Đúng rồi. Nó khoái tay nhỏ à. Mua sơ kim được đặng tính của nó tầm khoảng 1.5 tới 2.5 kg là đẹp. Của anh hạt lép hả? Hên dữ không? Anh bược. Vậy con bị xui hả? Xui đâu. Lâu nó có 1-2 hộp bự. Nhưng mà con hộp bự con của nguyên cái công ổ lộn nguyên mày có ăn hết trơn vậy? Ăn ở làm sao mà? Ngon, quá thơm. Quá thơm, quá ngon. Nó đã. Nó mùa nắng á. Mùa nắng nó dẻo. Dẻo. Còn mưa nó hơi bở. Dạ đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Mưa cái sầu cắt á thì nó dẻo. Dạ. Nếu mình thấy cơm nó hơi bở mình cắt, đừng có để rụng vậy, cái này bị rụng nè. Rụng mà vậy nó cũng còn dẻo là cũng đỡ. Này ngon chứ? Chứ còn ngon nữa. Rất vừa. Vừa chín là ngon đúng không? Rất vừa, rất vừa hai, không có vị đắng luôn. Ừ. Vì sau kia hay có cái hậu hơi đắng mà cái này rất vừa. Như cái trái này là trái này mới rụng nè. Mới là ăn nó xỉu quá. Tại vì quanh bị đường cao. Ăn nữa lên đường. Mà ăn thôi, muốn ăn muối này luôn đi. Để anh Nghi thèm hết. Trời quá trời ngon luôn bà con ơi. Để cái này về cho anh chưa. Ăn mà không biết có tém được không anh nè. Trời ơi. Đã. Nhìn màu thấy bắt mắt à. Màu. Anh Hùng là anh lớn lên với vườn sầu riêng. Hai mấy năm rồi bà con anh thấy sầu riêng anh hơi ớn mà. Rồi đã ăn được muối là anh giỏi rồi đó. Về nhà ăn đi sao? Kỹ thuật của Willow Farm là bà con thấy là sử dụng kỹ thuật thực tế. Ủa bác hai, bữa mình hồi nãy mình vô là bác hai nói còn cái khu bên kia là mấy cây bên mình đúng không? Đây nè, đây dòm thấy. Ở đây mình dòm thấy mấy cây bự đúng không? Rồi. Dạ. Cái cây quá đã. Cái bự hơn cây này nữa mà. Quấy cây cho bà con coi anh nha. Dạ. Này cao quá bác hai đâu xịt gì được. Được. Cây cần phun tới không có gió phun tới hay nè. Dạ. Cây này giờ mình leo lên hái cũng bị hơi bị đuối à. Nó rụng rồi chứ. Có cái thang. Dạ. Cây mà nó cây kẹp á. Kẹp chỉ á. Nó suông. Có thang bắt lên. Bắt lên cho cái kẹp chỉ á. Nè để con leo coi. Thôi chắc không được đâu. Hôm nội mới đi chữa cục sống đâu nội. Quá đã cho một cái trái sầu riêng Musakin. Đây là cái muối. Đây kẹp chĩa như chĩa ngay cái. Đây là cái muối hồi nãy mà. Mình kẹp xuống luôn. Thằng anh làm kẹp rớt. Kẹp xuống luôn. Kẹp vô cái mình thảy vô. Đây là cái muối hồi nãy mà Hoàng Anh làm rớt, bà con thấy nè, màu rất là vàng, rất là đẹp đây. Để lên cái nè màu xanh này cho bà con thấy dễ thấy. Quá trời đẹp luôn, quá trời ngon. Và quá trời đã luôn bà con nhá. Một cái trái một sầu riêng Musakin đó là 20 cây một cây mấy năm tuổi ở tại Việt Nam của chúng ta. Cơm là ăn dẻo, thơm, đặc biệt nồng nàn hơn những cái trái sầu riêng Musakin trước giờ Hằng Anh ăn. Nhưng mà có cái nhược điểm là năm nay là cái hạt hơi to. Cái nào u thì mình nói u, còn nào mình nói không u thì mình nói không u nhé, nói chân thành nhé. Thì là năm nay thì cái cũng có hạt lép và cũng có hạt to nha bà con nha. Nhưng mà khi mà chạm cái môi vào cái cơm và nhìn cái màu sắc thì rất là thích, rất là khoái và cảm thấy rất là ok khi ăn một cái trái sầu riêng như thế này. Mịn, ngọt, ngon, vàng. Coi như là ăn bằng ngũ quan luôn đó. Ăn ngũ quan luôn. Mắt cũng thấy đã. Rồi hương vị cũng thấy đã. Rồi tai sờ vô cũng thấy đã. Rồi khi mình nghe quanh nói chắc cũng thấy đã ha. Rồi thấy ngũ quan dữ chưa? Thấy ngũ quan chưa? Mới 4 quan hả? Thì sầu riêng Musakin ở tại Việt Nam năm nay thì anh cũng xin phép được chia sẻ thêm là khi bà con chúng ta làm bông làm trái cho sầu riêng, bà con chúng ta đi phân NPK có đi thì đi chỉ số nó thấp thôi và phải ngắt phân sớm như lời đề nghị của bác hai đây. Thì chúng ta phải đi phân hữu cơ.
Bà con nha, đi bà con đi phân hóa học là nó rất là dễ bị sượng và cháy cơm. Năm nay sầu riêng Musakin có hiện tượng bị cháy cơm luôn. Những cái vườn mà Willow Farm không có chăm sóc là bà con, một số các anh em bên thương lái mà khi Hoàng Anh giới thiệu đi giới thiệu để mà cắt vườn đó, thì có một số vườn là bị cháy cơm luôn nha quý vị nha. Thì bà con nhớ giùm Hoàng Anh, cháy cơm là do đi phân sai, không đúng công thức và đi xa thời điểm là rất là dễ dẫn đến bị cháy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bị sượng nước là do chúng ta gần thu mà chúng ta gặp cái cơn mưa đầu mùa. Gặp cái cơn mưa đầu mùa mà sau đó chúng ta sợ cây này bị suy, không tháo nước ra hoặc là tưới, tiếp tục tưới nước thêm, nó bị tức nước, nó dư nước và dẫn đến tình trạng là sượng nước. Và việc này không chỉ không của riêng ai, không chỉ của riêng sầu riêng Musakin mà thằng Thái nó cũng bị, thằng Mu, thằng Ri nó cũng bị nha quý vị nha. Thì chúng ta cần phải thay đổi, mỗi năm chúng ta phải đúc kết một lần. Còn nếu mà nói về sầu riêng Musakin thì Hoàng Anh thấy đây cũng là một cái loại giống quá tuyệt vời để chúng ta trồng. Trái của nó tầm khoảng 1,8 kg tới 2,5 kg là ăn là đẹp. Ở bên Malaysia, những cái người bạn của Hoàng Anh nói là bên đó tao trồng. Đây, đây là dấu hiệu của bên Malaysia, nó trồng y chang vậy á. Họ trồng y chang vậy. Yeah, yes. Họ trồng y chang vậy, không có gì khác hết, cứ để cho nó đi thoải mái, không có gì hết. Người ta để cho nó an toàn đó bác hai, người ta giăng lưới bác hai. Con lưới giống như giăng lưới chim vậy đó. Là cho nó rớt rồi nó rụng lên trên đó, rồi bắt đầu mình khiều khiều cho nó lại cái chỗ trũng rồi cho nó rớt xuống thôi, chứ không có phải đi hái, không có đi cắt gì hết. Đây là cái dấu rụng này quý vị nè. Những cái trái sầu riêng Musakin này ăn vô sẽ rất là ngon, rất là đã nha bà con nha. Nên bà con chúng ta nào mà đang yêu thích những cây sầu riêng này và muốn là tìm một cây có giá trị kinh tế cao, thì bên cạnh những cái loại sầu riêng rất ngon của Việt Nam như sầu riêng ri sáo, sầu riêng sáo hữu, thì sầu riêng Musakin là một trong những cái đề xuất mà bà con chúng ta có thể lựa chọn cho vườn của mình. Và một lần nữa cảm ơn bác Hai đã cho phép con là thực hiện một cái video rất là ý nghĩa về hành trình nông nghiệp Việt Nam ở tại vườn của bác Hai. Quá trời tuyệt vời cho một cái khu vườn mà 20+ năm bác Hai nhờ. Và đồng thời cũng rất là tri ân bác Hai về cái việc mà dám dấn thân về những cái loại trái mới như thế này. Hồi xưa trồng người ta nhiều khi người ta nó khùng nữa đó, đúng không? Nhiều khi người ta nó khùng nữa đó, sẽ trồng cái gì mà nữa, sau này không biết có ai mua hay không. Và rất là nhiều quý bà con đã nhờ cái sự khùng đó của mình mà trở nên giàu có hơn. Chẳng hạn như mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, rất nhiều người khùng, và có những cái lúc ông khùng bán được 110.000 đồng ký cũng có. Những cái lúc mà những ông khùng đó bán được 25.000 ký cũng có, nhưng mà 25.000, 210.000 thì những ông khùng đó vẫn rất là giàu hả bà con nhá. Thì Hoàng Anh thấy là khi mà chúng ta tiếp xúc với một cái loại cây gì mới thì chúng ta cũng phải cần phải tìm hiểu kỹ, và những cái nơi làm giống phải uy tín, thì chúng ta hãy bắt đầu chúng ta tiếp nối cái câu chuyện đó thêm. Và khi mà chúng ta không có làm thì chúng ta để yên, vẫn qua quan sát cho người khác làm. Chúng ta bàn ra bàn vô và nhiều khi á, nhuệ khí của chúng ta cũng giảm dần và ảnh hưởng tới những người bên cạnh. Một lần nữa, nền nông nghiệp Việt Nam sẽ xanh sạch đẹp theo hướng hữu cơ. Rất là mong là quý bà con chúng ta sẽ theo dõi Willow Farm nhiều hơn, để Hoàng Anh có thể chia sẻ nhiều hơn những cái giá trị trong ngành nông nghiệp Việt Nam đến quý bà con chúng ta một cách chân thật nhất, như những video Hoàng Anh vừa thực hiện ở đây. Một lần nữa cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh Hùng, cảm ơn anh Nghi và cảm ơn anh Bác Hai một lần nữa. Xin chào, bye bye.